Lúc chồng của cô còn sống á, có mượn của tôi một số tiền. Ông có nói cho cô biết không? Dạ không biết. Trước giờ chuyện làm ăn của chồng con không biết gì hết trơn á. Cái ông này thiệt là bậy bạ hết sức à. Đã là vợ chồng của nhau thì phải nói cho nhau nghe một tiếng chứ. Đó, có phải bây giờ là bị vô một cái thế khó không nè? Ông chết đi rồi để lại một cái đống nợ, sao cô trả nổi đây? Chú ơi, bộ chồng con mượn nhiều lắm hả chú? Chồng cô đã cầm căn nhà này cho tôi với một số tiền lớn. Đây á là sổ đỏ thế chấp. Còn đây á là các giấy nợ đầy đủ. Cô xem đi. À, cái tàu dưới cảng á, ông bán cho tôi luôn rồi. Con lấy tiền đâu ra mà trả số nợ này? Tôi hiểu chứ. Tôi nghĩ cái tình cái nghĩa, vì trước đây cô là bạn của thằng Tùng con tôi, cho nên tôi cũng không muốn làm khó gì cô đâu. Chứ tôi nói thiệt với cô nha, cái nhà này mà bán đi á, trả cho tôi cũng không đâu vô đâu hết á. Nhưng mà giờ làm sao hả cô? Thôi thì cô cứ bán căn nhà này đi, rồi được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu ha, chứ làm sao bây giờ? Nhưng mà bán căn nhà này rồi mẹ con ở đâu hả chú? Mẹ con cô ở đâu thì đó là chuyện của cô, chứ không phải là chuyện của tôi. Còn nếu muốn tiếp tục ở lại căn nhà này thì trả nợ cho tôi đầy đủ đi. Giấy nợ, giấy mua bán công chứng sẵn đây hết rồi, tôi nắm đằng cán, không cần phải nói nhiều. Trong 3 ngày nữa mẹ con cô phải dọn đi chỗ khác. Giao căn nhà này lại cho tôi. Nhớ, 3 ngày nữa.